Để tiếp tục chia sẻ rằng những căn nhà vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, thì buổi chiều tối hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến đã có mặt tại trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến hàng một căn nhà phố vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đã muốn giới thiệu đến hàng. Của những căn nhà mình đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 18m và được anh chủ nhà đúc kiên cố, một trệt một lửng và ba lầu đúc theo kiểu mẫu nhà hiện đại với tầng lửng ngược. Phía bên trên thì mình sẽ có một cái mái sắt đang được anh chị chủ nhà hoàn thiện. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Với căn nhà mình được anh chị thiết kế với mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì được làm bằng kính cường lực và phía ngoài mặt tiền được anh chị ốp đá trang trí cũng như là cùng đó hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng và mình có những mảng trần được làm bằng nhựa hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp. Và đặc biệt căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông, thuận tiện khách hàng mua ở mở phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán thêm tại nhà. Và đây là con đường ở phía trước của căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến hàng, một con đường thông nằm trên trục đường Quang Trung, khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại và là căn nhà đang hướng chính là hướng Tây Bắc của tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và mình cũng như là cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu hàng tham quan căn nhà chỉ với giá 9 tỷ, hơn 9 tỷ một chút xíu là khách hàng sống ngay cho mình căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Thì phía ngoài mình sẽ có hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Mình sẽ có một lớp cửa 4 cánh được làm bằng sắt và kế tiếp mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly. Với hai lớp cửa đây chị thiết kế để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong sẽ có một cái gara để xe hơi rất là dài. Với gara này thì mình để tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Và với sàn nhà được lót gạch đá bóng kính 60 1m2, có điểm chỉ trang trí và hai bên thì cũng được các anh chị ốp gạch đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ và rất là đẹp cũng như là rất là thoáng mát. Với khoảng gara để xe hơi ở phía bên ngoài này, nếu khách hàng có nhu cầu kinh doanh buôn bán thêm thì khu vực ở phía ngoài này rất là thuận tiện. Và di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ đến với khu vực ở cầu thang căn nhà. Cầu thang căn nhà mình thì được các chị thiết kế nằm nếp sang bên và mình sẽ có labo rửa tay phía ngoài và mình sẽ có những mảng cây được các chị trang trí rất đẹp và có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực ở dưới tầng trệt, khu vực không gian phòng khách và khu vực gara để xe hơi của căn nhà. Và ở giữa căn nhà mình sẽ có một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng vào bên trong rất là thoáng và rất là mát. Thì quý khách hàng đang xem video và đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà được thiết kế có rất là nhiều không gian mở thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem và để quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà đang có bề ngang lên đến 4m và chiều dài căn nhà mới lên đến 18m và được cái chủ nhà đúc kiên cố, một trệt một lửng và ba lầu đúc theo kiểu mẫu nhà hiện đại. Và với diện tích căn nhà mình lên đến 18m thì mình phải từ một cái khoảng lùi xây dựng phía sau được các anh chị thiết kế. Mình sẽ có một bộ rèm cửa ở bên trong, bộ cửa lùa 4 cánh mở ra để lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà rất là thoáng. Và phía sau mình sẽ có một hồ cá koi cũng như là một cái khoảng sân này thì đã được các chị chuẩn bị hoàn thiện. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực từ bên trong ra bên ngoài, một căn nhà đang có bề ngang lên đến 4m và chiều dài căn nhà mới lên đến 18m và được cái chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Và chỉ với giá 9 tỷ 850 triệu đồng còn thương lượng mạnh để quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà nằm trên một con đường thông, thuận tiện khách hàng mua ở mở phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán thêm tại nhà. Với căn nhà nằm trên một hẻm một xẹt của trục đường Quang Trung và là một con đường thông, thông từ trục đường ở Quang Trung sang trục đường cây trâm cũ, nay là thuộc trục đường Nguyễn Văn Khối, thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà này thì đã được anh chị sắm full nội thất, trên khi quý nhà mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị để lại cũng như là tặng lại hết với nhà. Một căn nhà thiết kế rất là đẹp. Và phía bên trên tầng lửng sẽ là khu vực không gian phòng phòng bếp căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có một cái kệ rượu cũng như là tủ lạnh và ở bên trong chỉ có bộ bàn ăn lên đến 6 ghế được anh chị, 8 ghế được anh chị sắm sẵn để tặng kèm. Có tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ An Cường.
Và tặng kèm bên trong thì mình sẽ có máy hút khử mùi, lá bồ để chân bát, kệ để chân bát, máy đong đếm gạo cũng như là máy rửa chén bát và lò vi sóng. Phía trước thì mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh mở ra khoảng ban công phía ngoài để ra vui chơi và hóng mát. Và đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Mình sẽ có một cái bàn ăn, cái bàn đảo cũng như là bên trong khu vực không gian phòng bếp cũng được các chị lắp sẵn máy lạnh. Và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị để lại cũng như là tặng lại hết khách hàng. Và chỉ với giá hơn 9 tỷ thì quý khách hàng đã xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với không gian mở, được thiết kế rất là thoáng và rất là mát. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 căn nhà, sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 căn nhà. Với căn nhà mình thì được các chị thiết kế phòng ngủ phía trước sẽ có thêm một cái bồn tắm nằm. Và bên trong không gian phòng ngủ thì mình sẽ có giường rộng lên đến 2 mét, có đầy đủ chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc, tủ quần áo bốn cánh. Và khoảng không gian làm việc thì được chị thiết kế rất là dài, thoáng và rất là mát. Phía trước mình sẽ có cửa đi ra ban công, cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà. Và chỉ với giá hơn 9 tỷ một chút là quý hàng đã sở hữu một căn nhà nằm ngay trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên với lại công viên Làng Hoa, chợ đêm Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Với căn nhà nằm đối diện với hãng xe Isuzu Mercedes và là ở căn nhà nằm trên trục đường Quang Trung, thuận tiện đối với hãng di chuyển về trung tâm cũng như là sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh bằng con đường Quang Trung. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm chỉ tầm cỡ khoảng 20 đến 25 phút và về sân bay tầm cỡ khoảng 10 đến 15 phút là quý nhà sở một căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại rất là đẹp này. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía sau căn nhà, phòng ngủ số 2 căn nhà. Toàn bộ nội thất bên trong căn nhà thì đều đã được các anh chị phun nội thất, cho nên khi quý nhà mua căn nhà này thì mình không phải sắm nội thất. Với căn nhà đã được các anh chị sắm full để tặng kèm lại hết cho khách hàng. Thì khách hàng đang xem video nhớ đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật với khách hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Đặc biệt là những căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và những căn nhà xây mới, cũng như là căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến khách hàng là căn nhà nằm trên một con đường thông, thuận tiện đến hàng mua ở mở phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán thêm tại nhà. Và chỉ với giá hơn 9 tỷ một chút là quý khách hàng đã sở hữu căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Và với bề ngang căn nhà mình thì lên đến 4 mét và chiều dài căn nhà mình lên đến 18 mét, cho nên là được chỉ thiết kế mình sẽ có 2 phòng ngủ chính, 2 nhà vệ sinh cho từng lầu. Và đặc biệt mình có 2 giếng trời để lấy gió và ánh sáng, một cái giếng trời ở phía sau, một cái giếng trời ở ngay khu vực hành lang cầu thang căn nhà, cho nên là rất là thoáng và rất là mát. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Với phòng ngủ số 4 này thì anh chị thiết kế khu vực làm việc rất là rộng, với phòng ngủ được chị thiết kế rất là đẹp. Và chỉ với giá hơn 9 tỷ một chút là quý nhà đã sở hữu một căn nhà nằm ngay trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện với lại hãng xe Isuzu Mercedes và là căn nhà nằm sát bên với lại chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây và sát bên với lại bệnh viện Gò Vấp mới và gần với lại sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là khu vực phía bên trên là khu vực sân thượng căn nhà, sẽ có một cái phòng giặt ở bên trong khoảng sân để mình ra bên ngoài vui chơi hóng mát cũng như là trồng cây. Và được anh chị thiết kế có làm cầu thang cũng đi lên trên mái, và đặc biệt cũng được anh chị che chắn rất là kỹ càng, có lắp sẵn hệ thống camera quan sát rất là thuận tiện. Và di chuyển ra khu vực phía trước mình sẽ có một cái khoảng không gian ở phía bên trong để các bạn có thể để máy tập thể dục, và phía bên ngoài thì mình sẽ có một khoảng không gian phòng thờ. Và cái sân thượng phía trước thì đang được anh chị hoàn thiện cũng như là thiết kế thêm cho mình có một cái dàn được làm bằng sắt
có đi hệ thống đèn để trang trí, và để khách hàng có nhu cầu trồng cây thì rất là thuận tiện. Và video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn lại khách hàng những video tiếp theo.